Ui, các bạn nhìn nhỉ, các bạn nhìn kìa. Nhìn nhìn ra ngoài kia có thể nhìn được thành phố. Từ các bạn, có một cái đường nào rẽ vào đây mà nó chưa ấy nhỉ. Đây, mình rẽ vào cái đường này, với là đường quê này các bạn này. Đây các bạn ơi, đường quê này các bạn ơi. Ôi, mình cứ đi thẳng mà mình không có cái đường quê là mình đi đâu. Đây, đây là đường quê chính thức này các bạn này. Hello, xin chào tất cả anh chị và các bạn. Hôm nay bố mình mới mốt mình cho mình một con đường, không biết là mình cũng chả biết là đường gì. Mà nhìn đường này rất là nhiều đèo, nhìn đường rất là ngoằn ngoèo luôn. Và hôm nay mình sẽ là chạy thử cái map này. Bố mình vừa mốt cho, và có một điều đặc biệt đó là bố mình vừa mốt cho con một chiếc xe rất là mới tinh luôn. Đó là chiếc xe Corolla Altis đời 2020. Chiếc xe này thì các bạn hãy để ý cái gương của nó. Một cái gương, thì cái gương của nó đang có thêm cái gương phụ thì nhìn nó rất là xấu. Chứ cho góc một mình cho các bạn xem. Đây nha, các bạn nhìn kỹ này, ở cái gọi là mình cho các bạn nhìn này. Đây, cái xe này là có một nút bấm để mở rồi, gọi là để kiểu là để mở nổ máy ấy, nhưng mà người ta lại cắm thêm một cái chìa khóa vào nữa. Không hiểu để làm gì luôn. Cái phanh tay là phanh tay điện tử các bạn ạ. Ok, bây giờ mình đổ máy lên. Hôm nay mình sẽ đổi gió, mình đi số tự động. Ai các bạn nhìn cần số này. Cần số hay phết các bạn ạ. Cần số mình gạt tôi cũng gạt theo luôn, nhưng mà nếu mà số lùi nó gạt nửa xuống, còn số tiến là nó để yên như này. Cần số này hay đấy, cần số này hay đấy. Không biết mấy cái cần số xe khác nó có như vậy không, nhưng mà cần số xe này hay đấy. Chắc Elantra cần số nó không được như vậy đâu. Đây là chắc là Corolla Altis chắc một thời gian thì sẽ thích đi đấy. Elantra cần số nó không như vậy đâu các bạn ạ. Ok, hôm nay mình đi mình đổi gió, mình đi số tự động nhỉ. Đi số sàn thì ông chán rồi. Chắc Elantra còn lâu được như này. Corolla Altis thời còn hơi thực tế đấy. Ui dồi ôi, vạch liền nhưng mà mình cứ lấn nhỉ. Mình trên đèo các bạn ạ. Sắp lên đèo rồi. Nó cứ có mấy vạch liền mà mình là một người gọi là rất ghét vạch liền luôn. Bởi vì sao? Bởi vì không gọi là không được vượt này, không được lấn này. Mà mình đi thì mình cứ hay lấn, nhưng mà nên mà vạch liền thì chấp nhận gọi là đi thôi. Chứ chả biết như nào. Đây, cái này vạch đứt rồi này. Ui, vượt quá tốc độ rồi. Nhưng mà mấy anh ơi, mấy anh được phạt em. Cần số con gạt tôi cũng gạt theo luôn. Đây, số N này, số lùi đâu. Đây, số lùi. Cái cần số này hay cực kỳ. Con gạt tôi gạt theo, nhưng mà nó không phải đúng số như ở ngoài đời đâu. Số N, à số D nó lại cài ở số P chứ. Không sao, như thế là cũng được rồi. Mình chỉ muốn cái gì mình gạt mình cũng, nó cũng gạt theo. Nó cấu trúc theo đấy. Wow, anh ơi, cho em đi cái. Ôi, quên bật xi nhan, tí nữa thì quên. Wow, vượt một phát thành cái xe luôn. Đây, vạch liền nhưng mà... Ôi! Trời ơi! Mình không biết là đây là đường cấm. Trời ơi, mình không biết đây là đường cấm. Có cái mộ ai này các bạn? À, đây có cái mộ ai này? Có cái mộ ai các bạn ạ? À? Và thôi, cái đấy là một chuyện tâm linh mà, nên là thôi không lo vào chuyện mộ người ta đó. Thôi mình đi xe, thế tự nhiên có cái mộ ai ở đường ấy mà sợ thật. Vạch liền nhưng mà vẫn vượt à? Vừa nãy mình vừa vi phạm và là vạch liền mình vẫn vượt, nhưng mà thôi các bạn thông cảm, thì mình có để ý đâu, để ý vạch đâu, mình toàn đi ấy. Ui, cái gì đây, tí nữa chết. Ai đi số tự động hơi khó nhỉ. Mọi khi là mình đi số sàn cơ, hôm nay mình đổi gió cái đi số tự động. Ôi rồi, úi rồi mình vượt phát 96 luôn, sắp được 97. Nếu mà quả đấy mình vượt nó là mình đi được 100 rồi đấy. Tại cái thằng này à, không phải, tại cái anh này, cái anh xe đỏ này, chứ không phải thằng hai thằng thế quá đáng nữa. Ok, thôi được rồi, mình lỡ vượt thì mình vượt luôn, không sao, mình lỡ vượt rồi.
Lỡ thì phải làm thôi. Mình cứ vượt thôi bạn. Sắp mà đây cũng là vạch đứt rồi đấy. Có một chú trên mạng, chú đấy đi vạch liền, chú đấy vẫn vượt bình thường mà mình không được vượt. Thế mới chán. Nè bạn nhìn này, mình đang ăn dở cái bánh mì, phải đi lái xe, phải làm clip này. Đây, đang ăn dở cái bánh mì này. Thế mà đèn nhỉ, đang ăn dở cái bánh mì. Sao mình cứ bị bật gương lên nhở? Mình cho cái bật gương ở số 1. Ok, đi số tự động cũng nhàn phết, không cần phải làm gì luôn. Mình cọc phát vào kinh tế. Ui giời ơi, anh ơi, từ ngày anh đâm vào em. Em làm gì anh đâu mà anh đâm vào em thế? Uầy, các bạn ơi, đi qua cái cầu các bạn ơi. Wow, thì cái cầu rất là đẹp, là một trận chơi bóng hai. Ui giời, nhìn cái gương này khó chịu hết cả. Uầy, cái cầu này rất là đẹp, là một trận chơi bóng hai. Ui giời. Đây cái cầu thành phố các bạn ạ, đây thành phố có cái cầu này đâu. Đây thành như kiểu thành phố cũ ấy. Kiểu quá cũ, quá xưa rồi ấy. Thì nó chỉ có đi này thôi. Chứ nó không có dư nào cả. Ok. Ủa đi số tự động sướng thật, không cần làm gì, chỉ cần lên số không đi thôi. Mình sẽ rẽ phải nha. Mình cứ phải là mình rẽ thôi. Ok, đèn đỏ. Đây, chắc đến đường quê rồi các bạn ạ. Chắc đến quê rồi, gần như đến quê rồi các bạn ạ. Nhưng mà quê có đèn đỏ. Ôi rồi, gần đến quê rồi các bạn ơi. Là gần đến cái đường quê cho mình trải nghiệm rồi đấy. Bây giờ lại phải dừng một cái đèn. Chán ghê. Ok, đi thôi. Ây à, cứ bị ấy nhỉ. Ok, bật xi nhan này. Mình này, mình không xoay mà nó vẫn tự rẽ nhá. Mà lấy chưa, mình không xoay nó vẫn tự rẽ. Thật ra mình chơi bàn phím ấy. Chơi phím mất hay đúng không? Đấy, mình không cần mình lái xe không tay mà mình thật ra là mình lái bàn phím. Đấy, các bạn thấy quê chưa? Nhìn rất giống, nhìn rất quê luôn. Chắc đi vài đoạn nữa là đến quê đấy. Ok. Ủa, xuống dốc này bạn ơi. Trời ơi, lại dài rồi này. Đang định đi, gọi là đi nhanh, tự nhiên mấy ông chặn tôi. Nào, không cho tôi đi nhanh tí nào. Ok, nào chuẩn bị vút này. Úi rồi, đi qua cái bọc xuyên. Úi rồi. Ấy giờ các bạn thấy mình lái chuyên nghiệp chưa? Quá chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp cái gì mà chuyên nghiệp, lại đâm vào đây rồi. Ôi, anh cảnh sát ơi, tự nhiên anh đâm em 28%. Anh ơi, sao anh lại làm thế với em vậy? Anh đâm vào em xong anh lại còn chạy. Em sẽ báo lên đồn, bởi vì những người công an như anh không thể nào mà chứa được. Ok. À, mình chuẩn bị lên đường đây này. Rồi mình chuẩn bị là làm một chuyến về quê này. Đấy các bạn nhìn. Các bạn nhìn này, chuẩn chắc có ruộng lúa các bạn ạ. À, ở chỗ này hết quê rồi. Chỗ này nó hết quê mùa luôn đấy. Nó thành thành phố sang sang. Gần như sang sang giống Đà Lạt các bạn. Như này giống Đà Lạt. Thì giống Đà Lạt cực kỳ. Có mấy cái cây này. Đà Lạt thì nó có cây thông, xong nó có vườn dâu tây. Mà mình chưa được đi Đà Lạt bao giờ mà. Mình cũng chưa bao giờ đi miền Nam rồi. Chỉ có mẹ mình được đi thôi. Là cái chuyến mẹ mình đi Đà Nẵng với trường. Từ năm 2018 rồi nha. Các bạn đừng nghĩ là mẹ mình đi Đà Nẵng với trường từ lúc mẹ mình đi Đà Nẵng với trường ở ngay lúc này nha. Thật ra là mẹ mình đi từ năm 2018. Chưa có dịch ấy. Nên là mẹ mình đi. Thì các bạn nghĩ bảo ui chết rồi, mẹ thằng này đi Đà Nẵng về rồi. Đấy, các kiểu, thật ra là mẹ mình đi từ 1 năm trước rồi, 2 năm trước sao nhỉ? Ờ, chắc thế. Mẹ mình đi từ 2018 nhỉ? Mà sắp 2021 đến nơi rồi. Trời ơi, tại cái anh cảnh sát kia anh đâm bây giờ hư hại, không còn 1% là luôn. Nào, nào, chuẩn bị xuống dốc nhưng mà không phi được gì nào luôn. Chỉ có phi được 9.91 thôi. Sao mình cứ đè vạch thế nhở? Mà mấy cái đường quê quê kiểu này nó cứ có mấy cái vạch ấy. Để cái vạch liền này. Đứt.
rồi, đi qua cái này ảo kìa. Mấy gương cái xe này dài ấy. Tâm 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 tâm. Ok, chuẩn bị ra phải nha. Ok, ra phải đi đâu đây? Bây giờ tao dẫn mình đi đâu ấy? Ui, mình cứ bị nhầm ấy nhở, cay thế. Ok, mình chuẩn bị vào quê các bạn ạ. Nhìn cái đường này nhìn rất giống đường quê luôn này, các bạn nhìn này. Không có một chiếc xe nào để đi vào đây luôn. Chắc chắn mình vào quê rồi, mình vào quê các bạn ơi. Bạn nhìn quê là đẹp chưa? Wow, nhìn mấy cái đường này nhìn rất đẹp luôn. Chắc chắn một cái đoạn sẽ rẽ là thành phố. Ủa cái dốc này cao đấy, chắc chắn mình sẽ phi được 100 đây. 100 không? Ôi, chắc chắn mình phi được 100 luôn. Trời ơi, mấy khi về quê cho phi 100 luôn. Úi trời ơi. Mấy khi về quê luôn cho phi một phát 100 luôn nè. Úi giời, mình cứ bị nhầm đường ấy nhở, bởi vì mình đã phóng 100. Nếu mà mình rẽ thì nó sẽ dẫn đến nguy cơ là gọi là lật xe đấy. À, lật xe đấy bạn ạ, nên là mình cứ phóng thôi. Ủa các bạn nhìn đường quê đẹp chưa, nhìn rất đẹp luôn. Còn là nhìn cái này nhìn rất giống Việt Nam luôn. Mà cái này không phải map Việt Nam, thật ra là đây là map đường quê các bạn ạ. Chứ không phải map Việt Nam đâu. Mấy bạn cứ nghĩ là map Việt Nam rồi, không đâu. Không phải map Việt Nam đâu, thật ra đây là bố mình mốt cái map nước ngoài quê kiểu này đấy. Ok, mình sẽ đi hết cái đường quê này luôn. Cho clip nó có gọi là có đoạn dài ngắn. Ok, chắc ở đây toàn đường cấm thôi, chắc cái này đi thẳng tung. Ui ôi ôi, nhìn đẹp thế. Ui ôi, nhìn rất đẹp luôn này. Úi trời ơi. À, mình cứ quen bật gương đấy nhở, cay. Mình sẽ lái xe không tay luôn. Mình sẽ lái xe không tay luôn này. Không cần đấy luôn. Uai. Trời ơi, tôi phát xuống vực luôn. Trời ơi, đúng là mấy thanh niên thích thể hiện sẽ gọi là gây hậu quả cho mình. Ui các bạn nhìn nhở, các bạn nhìn kìa. Nhìn ra ngoài kia có thể nhìn được thành phố. Từ các bạn có một cái đường nào rẽ vào đây mà nó chưa ấy nhở. Đây mình rẽ vào cái đường này, với là đường quê này các bạn này. Đây các bạn ơi, đường quê này các bạn ơi. Ôi mình cứ đi thẳng mà mình không có cái đường quê là mình đi đâu. Đây mới là đường quê chính thức này các bạn này. Ok, đường quê này các bạn ơi, các bạn nhìn đường quê đẹp chưa? Wow, nhìn rất giống Việt Nam luôn. Các bạn nhìn này, đường đất này, không ruộng này, nhìn rất giống Việt Nam luôn. Rồi ôi, nhìn rất giống Việt Nam. Đẹp bê ly luôn ấy, nhìn mấy cái đường này nè. Nhưng mà cái đường này không sóc mấy nhỉ, mấy đường này không sóc mấy. Nhìn nó đất kiểu này thôi nhưng mà không sóc đâu. Ui, mình phanh gấp và chuốc đó. Ok, đoạn này bắt đầu có xe rồi này. Ok, đây mình sẽ rẽ đây này. Rẽ đây tiếp này. Ok. Rồi đây là gọi là đường quê, ở đây đẹp mê ly luôn. Đẹp gọi là hơn cả Việt Nam đấy. Wow, bạn nhìn thấy đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Úi xôi, bạn mình đang đi vào đường quê các bạn ạ. Nên là nó sẽ trên gọi là trên map thì nó sẽ không hiện, bởi vì cái đường này nó chưa cập nhật. Nhưng mà kiểu là mình đi đường này nhiều chắc chắn sẽ cập nhật cái đường này có đường. Ôi sướng quá đi cái đường này. Bao sướng luôn. Cũng là đường quê khác. Ôi ôi, phanh gấp là chết đấy. Mấy quả này phanh gấp là chết đấy. Là hay bị chết lắm. Ok, thì rẽ ra đường rồi. Ui, quả bên đây đi đường quê sướng à. À, xem mình rẽ đi đâu tiếp này. Cái biển đằng trước này, ngớ mắt. Ok, mình rẽ vào đây ra. Đây, ok, mình rẽ vào đây, nhớ đâu lại có một cái đường quê ở đó. Ok, cái này cảm giác là đường nó hơi nghiêng một tí nhở. Mình cảm giác vậy thôi chứ thật ra là không nghiêng đâu. Mình cứ quen bật gương lên nhở. Thôi bật luôn đi cho nhảy. Thôi kệ, không bật gương đâu bạn.
mình không cần đến gương, bỏ đi cho gọn. Wow, đi Toyota Atis đi sướng quá. Đúng là Toyota Atis đi đường quê bao sướng. Ê Atis mà Atis là gọi là một cái xe thể thao ra. Cái 2020 này nhìn rất giống xe thể thao luôn. Nhìn trong nội thất của Atis thì nhìn rất giống xe thể thao. Xe thể thao kiểu Lamborghini kiểu ấy. Ok, đây có một cái đường mình rẽ vào đây. Ôi ai à, tự nhiên mình phi xuống đây. Đây bạn thấy chưa? Ok, đấy. Phải gọi là đường này bao đẹp luôn. Đấy. Quá đẹp. Đẹp mê ly luôn. Úi xời. Đường bao đẹp luôn. Ui. Đi mãi không chán đấy. Kiểu bao đẹp luôn đấy. Này hôm nay mình đi số tự động nhàn thật. Mình đi số tự động đây, đã khám phá một thành phố rồi. Đi số tự động nó đi rất nhàn luôn. Đây nha, bắt đầu có nhà dân rồi mà bố mình bảo không có nhà dân. Đây ok ok, rẽ. Ui cái đường này đường cấm nữa. Ok đi thẳng luôn, không cần rẽ. Đi thẳng nhớ đâu lại có đường quê. Wow đi sướng quá. Sướng mà vẫn muốn đi tiếp, vẫn muốn đi. Đây có một đường thôi. Mình đi thẳng đến đường này đi. Đường này có một cái đoạn khuất này. Biết có đường không? Ấy, ui giời, đường cấm rồi bạn ơi. Này đường cấm rồi. Ok. Con cua lại anh bạn này. Ok, cô loại này. Đấy nhớ đâu lại có đường đi nhờ. Ui, đi Corolla Atis sướng thật. Các bạn cứ thử download mod về chơi thử nhá. Gọi là bao gọi là chơi bao sướng luôn. Xe này đi rất là mượt luôn. Mà mình cho cấu hình gọi là cao nhất rồi nên là đi cảm giác nó rất là nhạy. Bởi vì các bạn nào mà cho cấu hình thấp thì cảm giác là đi nó rất là lag. Các bạn cứ cho cấu hình cao, cao hết đi, cao hết đi. Đảm bảo nhạy luôn. Ủa xe mình bị kẹp ở đâu rồi? À đây. Ok lùi lại. Ok. Lùi lại nó phóng lên luôn này. Corolla Atis. Corolla. Ừ, giờ này chắc xa lầy các bạn ạ. Xa lầy bạn này rồi. Martine bạn này rồi. Ok, úi giời. Ok. Ở đây đi cả thành phố đấy. Không. Mình thấy ở đây giống cái đường quê ở Nam Định các bạn ạ. Vì mình cũng đi Nam Định vài lần rồi thì nhìn rất giống luôn. Giống cái quê Nam Định rồi. Nhìn xe đỗ đầy đường luôn nè. Đấy mà cái đường này còn đường bê tông nữa chứ. Nhìn rất giống bên nào. Ủa đợi đèn đỏ lâu thế. Ok nó xanh rồi đi thôi. Ok. Ui giời. Xuất động. Có fan hâm mộ không ạ? Có fan hâm mộ. Ok, rồi ôi mình sẽ lái xe không tay rồi này. Bây giờ cho vô lăng nó tự lái rồi này. Đấy các bạn thấy ra mình hack đấy. Bạn mình chỉ dùng một tay này thôi. Mình chỉ xoay xoay như này thôi mà. Đây mình thấy một cái đường nào. Ok. Lại đi vào cái đường quê. Đúng là đi vào đường quê sướng thật. Thôi mình đi nốt cái đường này mình nghỉ thôi chứ mình mệt quá rồi. Đi nhiều cũng mệt chứ. Vừa nãy mình đi mấy trăm cây ấy, mấy chục cây ấy. Bởi vì cái cây ở map này nó sẽ lâu đi rất là nhiều. Ok. Chuẩn bị ra phải, ok bây giờ mình tìm chỗ nào mình đỗ xe nhá. Rồi mình sẽ dừng clip thôi. Chờ tôi tí. Ăn thích.
thích đến không thịt thôi. Ok, mình tìm cho là đỗ xe các bạn nhá. Chứ mình lái nhiều mình mệt quá rồi. Mình tự mò đường mình đi đấy các bạn ạ. Chứ có mình có làm sự trợ giúp của GPS đâu. Mình tự mò đường mình đi đấy các bạn ạ. Ok, chắc mình dẹo này thôi. Đây, chỗ này có xe đỗ này. Đây, từ đây. Ok, mình sẽ ở đây nha. Ok, bây giờ mình sẽ gọi là cải, mình sẽ cho bạn xem cái trình lùi chuồng của mình này. Ok, giờ mình lùi vào này. Bây giờ các bạn ạ, cái này phải từ từ, không được cuống là không lùi về đâu. Đây, mình sẽ lùi vào một làn này, rồi. Ok, đấy các bạn thấy chưa? Mình lùi là vừa ý luôn, không cần phải nói nhiều. Ok. Vậy là video mình đây kết thúc rồi nha. Hẹn lại tất cả các bạn ở những video sau nha. Bye bye.